Và trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày hôm nay, thứ tư ngày 29 tháng 3 năm 2024. Và đây là những các con số mà tôi đã chốt cho anh chị em chúng ta chơi ở trên đường cầu kín phải không ạ? Thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng đó chính là con đề đặc biệt 69. Tôi có chốt cho anh chị em chúng ta chơi lúc 16 giờ 11 phút. Như vậy là với giải đặc biệt của ngày hôm nay thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là con đề đặc biệt 69 rồi phải không ạ? Xin chúc mừng với tất cả anh chị em ở trên đường cầu kín Zalo cũng như là ở đường cầu kín Telegram. Thì ngày hôm nay rất là nhiều anh chị em chúng ta đã có chiến thắng ở đây, đó chính là con đề đặc biệt 69 rồi. Bạn Huy Phạm có hỏi lại với tôi rằng hôm nay vào mạnh tay được chứ anh, và tôi có bảo với bạn ok em yên tâm chơi đi, số từ hội đồng báo về em không phải nghĩ đâu phải không ạ? Xin chúc mừng bạn và tất cả anh chị em cũng như là Đức Anh, Hải Nguyễn, Kim Huệ và Nhật Vượng thì ngày hôm nay cũng đã có chiến thắng ở đây rồi. Bạn Nhật Vượng thì có bảo với tôi rằng lay em vào 300 điểm với 500 tiền đề. Thì ngày hôm nay lô thì bạn không chiến thắng như bù lại để bạn đã có chiến thắng 500.000 thành 35 triệu rồi phải không ạ? Bạn đã vẫn có lời và vẫn có lãi. Và tiếp theo đó chính là ở trên đường cầu video thì ngày hôm nay chúng ta đã có chiến thắng ở đây, đó chính là con song thủ lô 41 mà tôi đã đưa ra phân tích cũng như nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho đến ngày 29 tháng 3. Thì con lô tô 41 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây hai nháy lô tô, nháy đầu tiên nằm ở giải 2.2 và nháy thứ hai thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây đó chính là giải 4.2. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em ở trên đường cầu video cũng như là ở đường cầu kín Zalo phải không ạ? Và để trước khi đi vào phân tích thì anh chị em chúng ta cùng nhau đi vào với cả kênh của tôi, đó chính là kênh Minh Phúc 89. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy bấm vào nút đăng ký kênh, còn đã đăng ký kênh rồi thì hãy bấm vào quả chuông và chọn vào dòng tất cả để đảm bảo quyền lợi của anh chị em đang xem. Khi mà tôi đưa ra những video để phân tích thì anh chị em chúng ta sẽ là người đầu tiên được đón nhận phải không ạ? Anh chị em nào mà muốn được chơi ở trên đường cầu kín với những các con lô tô lộ, lô tô hàng từ hội đồng báo về thì cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số chơi cho ngày mai anh chị em nhé. Và bây giờ tôi sẽ đi vào phân tích ở trên đường cầu bạch thủ lô để cho anh chị em chúng ta có thể tham khảo và kiểm chứng chơi cho ngày mai. Thì tôi sẽ lấy từ ngày 27 tháng 3 năm 2024 với con số đầu tiên tôi lấy đến ở đây đó chính là con số 100 nằm ở giải nhất chúng ta được, đó chính là con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 100.000 nằm ở giải 2.1 chúng ta được, đó chính là con số 1. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1 đơn vị nằm ở giải 2.2 chúng ta được, đó chính là con số 5. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu đỏ phải không ạ? Như vậy là đường cầu màu đỏ này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi và tôi có đánh dấu đó chính là đường cầu số 1. Và tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào với cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Ở đường cầu màu xanh này thì tôi vẫn lấy đến đó chính là con số 100 nằm ở giải nhất chúng ta được, đó chính là con số 3. Tiếp theo tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 100 nằm ở giải 5.1 chúng ta được, đó chính là con số 8. Cuối cùng tôi sẽ lấy đến đó chính là con số 1 đơn vị nằm ở giải 5.3 chúng ta được, đó chính là con số 9. Và bây giờ thì tôi sẽ đi liên kết lại với nhau để tạo ra được cái đường cầu đó chính là đường cầu màu xanh, đường cầu thứ hai phải không ạ? Và cả hai đường cầu này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 28 tháng 3 năm 2024. Đầu tiên tôi sẽ đi cộng tổng của đường cầu số 1, đường cầu màu đỏ. Tôi có 3 cộng 1 cộng với 5 thì bằng 9. Tiếp theo tôi đi cộng tổng của đường cầu thứ hai, đường cầu màu xanh. Tôi có 3 cộng 8 cộng với 9 thì bằng 20. Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị, đó chính là con số 0. Như vậy là bạch thủ lô 90 để chơi cho cái ngày đó chính là ngày 28 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 28 tháng 3. Thì ở giải 7.4 anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con bạch thủ lô 90. Tuy rằng hơi muộn một chút mà chúng ta đã có chiến thắng rồi phải không ạ? Anh chị em nào mà chơi lô chơi đề hay gọi cái con ở giải 7.4 này, con gọi đó chính là cái con đề quốc dân phải không ạ? Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày 29 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi chơi đó chính là con bạch thủ lô. Ở đây tôi có 1 cộng 5 cộng với 0 thì bằng 6 phải không ạ? Tiếp theo tôi có 1 cộng 0 cộng với 6 thì bằng 7. Như vậy là bạch thủ lô 67 để chơi cho ngày 29 tháng 3. Trước mặt của anh chị em đây đó chính là bảng trả thưởng kết quả của ngày 29 tháng 3. Về con lô tô 67 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là ở cái giải bao nhiêu ạ? Con 67 thì anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, nằm ở cái giải đó chính là giải 6.2. Xin chúc mừng với tất cả chị em. Và rực rỡ nữa đó chính là ở giải 7.2, anh Đồng giả về cho chúng ta thêm một nháy nô tô 67 nữa. Như vậy ở ngày 29 tháng 3 này, chúng ta đã có chiến thắng tổng cộng là 2 nháy nô tô. Và để chơi cho ngày tiếp theo đó chính là ngày mai, ngày 30 tháng 3 năm 2024, anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con bạch thủ lô. Tôi có 4 cộng 0 cộng với 1 thì bằng 5. Tiếp theo tôi có 4 cộng 9 cộng với 1 thì bằng 14. Tôi sẽ lấy con số hàng đơn vị đó chính là con số 4. Như vậy là bạch thủ lô 54 để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Xong thủ lô ngày mai thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con lô tô 34 và 43. Và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào phân tích. Đó chính là ở được cầu lô tô rơi và được cầu lô tô kép. Đầu tiên đó chính là ở được cầu lô tô rơi phải không ạ? Tôi sẽ lấy đó chính là ở bảng thống kê theo tuần này thì tôi sẽ lấy ở đây cho anh chị em chúng ta chơi. Đầu tiên đó chính là con lô tô rơi thì ngày mai con lô tô rơi mà đẹp nhất của chúng ta chơi sẽ đó chính là con lô tô rơi 27 anh chị em nhé. Con lô tô rơi 27 thì ở đường cầu gần đấy nhất, anh Đồng đã giả về cho chúng ta 2 ngày tổng là 3 nháy lô tô. Thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô rơi nữa. Đó chính là con lô tô rơi 63. Con lô tô rơi 63 thì ở đường cầu gần đấy nhất, anh Đồng đã giả về cho chúng ta 3 ngày liên tiếp rồi. Tiếp theo đó chính là ở đường cầu lô tô kép. Ở đường cầu lô tô kép thì ngày mai anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi ở đây. Đó chính là con lô tô kép 22. Con lô tô kép 22 thì đang có biên độ đó chính là 4 ngày chữa ra. Ngày mai là ngày thứ 5 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi thêm một con lô tô kép nữa. Con lô tô kép nữa mà để anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai đó chính là con lô tô kép 55 anh chị em nhá. Con lô tô kép 55 đang có biên độ 2 ngày chưa ra. Ngày mai là ngày thứ 3 thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi. Và cuối cùng đó chính là ở được cầu xuyên quay, chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là con 27, con 63, con 22 và con 55. Như vậy là tất cả những các đường cầu về lô thì tôi đều đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mai. Anh chị em nào chung cầu kết số thì chúng ta cùng nhau chơi, không chung cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Và để tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào phân tích đó chính là ở được cầu gian đề. Ở được cầu gian đề ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là từ ngày 13 tháng 2 cho đến cái ngày đó chính là ngày 5 tháng 3 năm 2024. Ở đây thì tôi sẽ lấy đến 2 con số nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng nghìn và con số hàng trăm phải không ạ? Như vậy là ở cột màu xanh này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Thì anh chị em chúng ta tiếp tục đi vào với cả đường cầu thứ hai, đường cầu màu hồng. Ở đường cầu màu hồng này thì tôi sẽ lấy đến đó chính là từ ngày mùng 7 tháng 3 cho đến cái ngày 28 tháng 3. Ở đây thì tôi sẽ lấy đến đó chính là 3 con số cuối cùng nằm ở giải đặc biệt gồm con số hàng trăm, con số hàng chục và con số hàng đơn vị. Như vậy là ở được cầu màu hồng này của chúng ta đã được hình thành ở đây rồi. Tiếp theo thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi kiểm chứng từ ngày đó chính là ngày mùng 9 tháng 3 năm 2024 cho đến cái ngày đó chính là ngày 30 tháng 3. Ở đây thì đầu tiên tôi sẽ đi kiểm chứng ở ngày mùng 9 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là từ ngày 13 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày mùng 7 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên ở đây thì tôi sẽ có đó chính là con đề 9009, 9449 và 9779. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có đó chính là 1001, 1441 và 1771. Như vậy là ở cái đường cầu gian đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày mùng 9 tháng 3. Ngày mùng 9 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề 41. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Chúng ta đã có chiến thắng gian đề của ngày mùng 9 tháng 3 rồi. Và để đi kiểm chứng ngày tiếp theo đó chính là ở cái ngày 16 tháng 3, tôi sẽ lấy từ ngày 20 tháng 2 để đi ghép với cả ngày đó chính là ngày 14 tháng 3. Thì ở đây chúng ta có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có 7117, 7667, 7997. Tiếp theo chúng ta có đó chính là 4114, 4664 và 4994. Như vậy là ở cái đường cầu gian đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 16 tháng 3. Ở ngày 16 tháng 3 với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con 67. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Và để đi kiểm chứng chứng ngày tiếp theo, đó chính là ngày 23 tháng 3. Tôi sẽ lấy từ ngày, đó chính là ngày 27 tháng 2 để đi ghép với cả ngày 21 tháng 3. Thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau. Đầu tiên chúng ta có đó chính là 6886, tiếp theo là 66 và 11 và chúng ta có 6116 phải không ạ? Ở đây chúng ta có đó chính là con đề 2882, 2662 và 2112. Như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày 23 tháng 3. Với giải đặc biệt anh Đồng đã giả về cho chúng ta ở đây, đó chính là con đề đặc biệt 82. Xin chúc mừng với tất cả anh chị em. Như vậy là 3 ngày liên tiếp chúng ta đã có chiến thắng ở đây rồi. Và để chơi cho ngày tiếp theo, đó chính là cái ngày mai, ngày 30 tháng 3 thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi lấy đến đó chính là từ ngày mùng 5 tháng 3 để đi ghép với cả ngày, đó chính là ngày 28 tháng 3 thì chúng ta sẽ có những các con đề để chơi như sau: 7887, 77 và 22, 7997, tiếp theo chúng ta có 1881, 1771 và 1991. Như vậy là ở cái đường cầu dàn đề này, tôi đã đưa ra phân tích cũng như là nhận định để cho anh chị em chúng ta chơi trong ngày mai, ngày 30 tháng 3. Anh chị em nào trúng cầu kết số chúng ta cùng nhau chơi, không trúng cầu không kết số chúng ta lên dừng lại ở mức độ tham khảo. Bởi vì ở trên đường cầu video này, tôi đưa ra tỷ lệ chiến thắng chỉ đạt từ 70 cho đến 85% mà thôi. Anh chị em chúng ta không nên chơi to, không nên chơi lớn làm gì. Còn ai muốn được chơi to chơi lớn 100% tỷ lệ lỗ thì cứ nhanh tay liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0979094894 để nhận được những các con số từ hội đồng báo về để chơi cho ngày mai anh chị em nhé.